Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Vietinbank là đối tác chiến lược với ngân hàng MUFG từ năm 2013. Sự kiện kết nối kinh doanh toàn cầu 2024 thể hiện cam kết của Vietinbank trong việc trở thành đối tác phát triển bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Với mong muốn mang lại những giá trị gia tăng khác biệt cho khách hàng doanh nghiệp của hai bên, Vietinbank và MUFG đã tổ chức nhiều kỳ sự kiện kết nối kinh doanh trong hơn 10 năm qua. Kế thừa tinh thần đó, năm 2024, sự kiện kết nối kinh doanh tiếp tục được hai bên đồng tổ chức và đã thành công tốt đẹp. Thu hút hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan thuộc nhiều ngành nghề như thực phẩm và đồ uống, tiêu dùng nhanh, bất động sản, y tế, hàng hóa dịch vụ. Gần 150 cuộc họp đã được thiết lập để kết nối các doanh nghiệp. Khác với các sự kiện xúc tiến thương mại và hội chợ kinh doanh truyền thống, sự kiện kết nối kinh doanh toàn cầu 2024 tập trung vào việc giới thiệu đến doanh nghiệp các đối tác phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của họ. Điều này dựa trên sự am hiểu sâu sắc của Vietinbank và MUFG về đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp. Sự kiện không chỉ giới thiệu sức mạnh và tiềm năng của các doanh nghiệp, mà còn thiết lập được hơn 100 cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp. Có thể nói, đây là tiền đề cho những cam kết hợp tác sau sự kiện. Hội thảo kết nối kinh doanh toàn cầu 2024 đặc biệt ở chỗ được thiết kế dựa trên sự hiểu biết sâu sắc của cả hai bên tổ chức, Vietinbank và MUFG Bank, để kết nối những đơn vị thực sự có nhu cầu tìm đến nhau. Thay vì để các doanh nghiệp tự đến hội thảo, tự tìm kiếm thông tin và tự mình kết nối, hội thảo này tạo ra môi trường thuận lợi giúp các doanh nghiệp dễ dàng gặp gỡ những đối tác phù hợp. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian và công sức mà còn mang lại giá trị và lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, giúp họ nhanh chóng tìm ra những cơ hội hợp tác tiềm năng và phát triển bền vững.